Thưa quý vị, là một trong những tâm dịch COVID-19 tại khu vực Nam Mỹ, hệ thống Brazil đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi số ca mắc mới liên tục tăng vọt. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một biến thể mới được đánh giá là nguy hiểm hơn trước. Bất chấp dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, hàng ngàn người Brazil thuộc cả cánh hữu và cánh tả đã lái ô tô xuống đường biểu tình, yêu cầu luận tội đương kim tổng thống nước này là ông Jair Bolsonaro vì cách chính quyền ông ứng phó chậm trễ với COVID-19. Theo Reuters, các cuộc tuần hành trong xe hơi diễn ra vào ngày 23 tháng 1 ở thủ phủ hơn 20 bang do người biểu tình cánh tả và trung du tổ chức. Sang ngày 24 tháng 1, đến lượt các nhóm cánh hữu tổ chức các buổi tuần hành yêu cầu luận tội Tổng thống Jair Bolsonaro, bao gồm ở cả Barra de Tijuca, thành trì của ông Bolsonaro ở bang Rio de Janeiro. Brazil đã không còn khả năng tự chống đỡ, nhưng chúng tôi sẽ không đợi ngày hàng triệu người dân tử vong vì COVID-19. Không ai có thể để điều đó xảy ra. Luôn có những thông tin giả khủng khiếp để lừa dối, tỷ lệ phản đối Tổng thống này đã lớn hơn nhiều so với tỷ lệ ủng hộ. Đoàn kết cùng nhau, chúng tôi sẽ đưa Brazil vượt qua khủng hoảng và khôi phục lại kinh tế. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Bolsonaro nói rằng ông phản đối các biện pháp chống dịch vì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Nhà báo chính trị João Villavede nhận xét, các cuộc biểu tình cuối tuần qua ở nhiều nơi cho thấy làn sóng phản đối Tổng thống Bolsonaro đang bước vào một giai đoạn mới và không thể đoán trước. Theo ông Villavede, ông Bolsonaro đang đứng trước nguy cơ luận tội vì một số vi phạm liên quan tới đại dịch trong bối cảnh nền kinh tế chao đảo và sự ủng hộ dành cho ông ở Quốc hội đang giảm.